Nhiều khi làm bông hoa như mày này sướng đấy. Mày chỉ việc nở hoa ra, khoe cái màu sắc ra, ai cũng khen đẹp, không phải làm cái gì hết. Chứ không như tao, hồi nhỏ tao không bao giờ tao nghĩ là khi lớn lên mà tao phải cắm hoa đấy. Ước gì được làm bông hoa như mày thì tốt. Làm ở đợ cực quá, làm như trâu như bò mà lương không bao nhiêu hết, mà tức thật chứ. Nhà cũng có phụ nữ mà, sao mà mình phải làm tất cả mọi thứ? Tại sao ô xin mà nó lại cực như vậy chứ? Tại sao ô xin mà nó lại cực như vậy chứ? Không được, trước khi đi chợ phải live stream một chút xíu, bày tỏ lỗi lòng chứ. Xem hội Oxin hôm nay có gì chúng ta. Chào anh em trong hội Oxin nhá. Có ai chưa ta? Chúng mới like xíu mà gần 100 người. Dạo này hội Oxin tăng thành viên nhanh thế. Đang rảnh rồi. Ủa? Tôi đang cắm hoa. Đúng rồi, cực khổ lắm mọi người à. Tất cả mọi việc từ A tới Z, cái việc gì cũng tới tay Oxin, bởi vậy bức xúc lắm. Có cái hội này là giống như là mình giải bày được cái nỗi lòng lên đây mình nói xấu chủ, ai biết đâu đúng không? tất cả làm tất cả mọi việc trong nhà này từ A tới Z, từ phụ nữ tới đàn ông là có hết á, một tay mình làm hết. Không một việc gì mà không phải làm mới đau chứ. Ủa? Vụ gì đấy? Bị quấy rối trong thang máy hả? Hay gặp tình trạng quấy rối làm phiền. Trời ơi, thằng nào mà rảnh thế? Này, nói nó rảnh ấy thì đi làm ô xin đi cho bớt rảnh. Thời gian đâu mà đi quấy rối. Dở người. Thôi. Ơi mọi người tiếp tục làm ô xin tốt nha. Bây giờ đi chợ đây. Chào anh em trong hội nha. Chúc hội mình càng ngày càng phát triển, càng ngày càng lớn mạnh. Chủ có vấn đề gì thì cứ nói lên cho đỡ bức xúc. Chứ bây giờ thì nhiều khi không biết nói với ai. Rồi. Cái vụ này là có thật hả ta? Bây giờ mà sao lại... Để coi thử coi. Ôi dồi, nam này càng bị quấy rối hả? Ôi trời, chết rồi. Nếu vậy một người đẹp sắc nước nghiêng thành như mình, đẹp sắc nước nghiêng thành như mình, nếu mà gặp một người như đó thì làm sao thoát khỏi được? Không được, mình phải có chiêu. May quá, không có ai theo. Vậy là mình được an toàn rồi. Thôi, ra đón anh nè. Vì lại cho anh mượn mấy tiền lẻ nha. Chạy xe ông ta không có tiền thối á. Cái đồ nội trợ của người ta vậy trời. Trời ơi, không lẽ mới thấy ở đó mà bây giờ gặp luôn trời. Mày thoát khỏi tay tao bằng trời con ơi. Anh làm gì đấy?
Này anh làm cái gì đấy? Này anh bình tĩnh nha. Này ở đây có camera đấy nha. Làm sao này kinh thoát được anh? Trời ơi, mình đã bịt kín như thế này rồi mà vẫn này đi đâu mà dội mà vàng dữ vậy? Này này, trời ơi, này bình tĩnh nha. Mọi người người ta mới nói hồng nhan bạc phận mà. Mày chặt ông chặt bạc phận nha. Ông chặt ông chặt mày. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tán tán hả mày? Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Nó ăn trộm kìa. Cô chủ ơi, cô chủ. Nó sàm sỡ. Nó quấy rối. Mày nói tao sàm sỡ hả? Ui chặt. Ai chặt? Ui chặt. Trời ơi. Sao tiện đánh anh? Anh còn hỏi nữa hả? Tự nhiên đang không ra đây sàm sỡ người ta. Ừ. Bà khùng đó, bà sàm sỡ hồi nào? Anh còn cãi hả? Này anh thấy anh còn, anh thấy tôi nha. Bắt đầu anh, con mắt anh nhìn một cách quyến rũ. Xong rồi đó anh cởi áo ra, cởi dây nịt ra. Trời ơi, còn tới để ôm nữa chứ mấy rồi. Mày đã ăn cướp, ăn trộm mà mày còn la làng đúng không? Này, anh nói cẩn thận nha. Mặt tôi như thế này mà đi ăn cướp à? Hả? Hả? Anh là thể loại biến thái nha. Anh nghĩ làm sao tôi đẹp quá mà quyến rũ anh quấy rối tôi đúng không? Còn lại ba cơ. Nhìn cái mặt của ba là con ngửa ba về rồi đó. Chứ đó mà hung ba sàm sỡ ba hả ba? Này anh nói gì vậy hả? Ê, dừng lại. Hiểu lầm thôi. Đây là anh hai của tôi. Đây là đơ. Cô xin của em mà. Anh hai hả? Ờ. Anh hai, tại sao cô chủ lại có một người anh hai biến thái như vậy chứ? Chẳng ôi, cởi áo thì đừng quýnh lộn với anh đó. Còn cởi dây địch ra đó là biết gì không? Là vũ khí để chống lại hai cái son của ông kìa. Còn cậu nữa, ăn mặc cái kiểu gì mà mình thấy ghê vậy? Tại hồi nãy em quay trên hội livestream thấy có một hiện tượng là bây giờ người ta hay quấy rối trong thang máy cho nên là đề phòng. Nói nghe nè, có tuyển Oxin á, tuyển mấy thằng bình thường chút xíu. Trời nghĩ sao muốn làm giống như phụ nữ ban ngày ban mặt mặc đồ vậy đi ra ngoài đường dọ ta chết. Đâu được. Sao vậy? Anh nghĩ sao vậy? Bình thường đâu ở được với em đâu. Bình thường đâu ở được với em đâu. Cỡ này trở lên mới ở được. Hả? Nhưng mà em chắc chắn là với nhan sắc này là em phải ngụy trang, em phải phòng chống để cho người ta không tiếp cận quấy rối được em. Cậu yên tâm đi, với cái khuôn mặt này của cậu 100% cậu luôn an toàn nha. Biến thái tới nó chạy trước rồi nha. Thôi, lẹ đi mà lên làm việc nữa. Anh hai, mình đi trước đi. Đi. Thôi. Ê, nó nghe. Còn nhắc một chữ sàm sỡ nữa nha là tôi sẽ có cơ sở tôi quýnh cho cậu bớt xàm nữa chứ. Thôi anh hai, đi lẹ đi. Lẹ lên nha. Không lẽ vẻ đẹp của mình có khả năng chống quấy rối luôn hả? Đúng là nhiều khi xấu cũng có lợi. Anh có ghi đầy sổ mà. Đầy sổ cái gì? Thì nói cho anh biết nha, anh đã quên nè. Kỷ niệm 1 tháng chúng ta kết hôn anh cũng quên. Kỷ niệm 100 năm yêu nhau anh cũng quên. Hả? 100 năm luôn hả? Lộn, kỷ niệm 100 ngày yêu nhau anh cũng quên. Rồi ngày hôm nay là kỷ niệm 1000 ngày chúng ta tỏ tình với nhau anh cũng quên là sao hả? Tỏ tình đã, anh xin lỗi vợ nha, tỏ tình nha. Cái gì anh cũng quên nữa đâu. Vậy mà anh nói anh yêu tôi, tôi không có thành ý. Anh yêu em thiệt mà, anh không yêu em, anh kêu má anh qua cưới em làm gì? Tôi không chịu nổi nữa, như vậy là quá đủ rồi. Đến giờ phút này là tôi cảm thấy quá đủ rồi, lấy vậy đi, lấy vậy đi. Không được đâu, em, cái từ ly dị nó nặng lắm. Cái từ ly dị làm gì nặng? Tôi nói ly dị đó, rất là nhẹ. Không được đâu, anh thương vợ mà, giờ bỏ qua cho anh đi. Anh không muốn vậy đâu, mà tại vì anh bị quên thôi. Anh sẽ cố gắng anh quan tâm tới những ngày hắn mình yêu nhau nhiều hơn. Anh sẽ cố gắng nhiều hơn mà, bỏ qua cho anh đi nha, vợ. Nha. Anh hứa sẽ yêu em nhiều hơn.
Có thiệt không đó? Anh thề luôn á. Thôi nha. Anh ai xì que luôn. Anh xì que là anh nhớ que đó. Anh nhớ que luôn á, yên tâm nha. Lần này là coi như là em mở lòng rộng lượng, tha thứ cho em một lần. Một lần duy nhất trong cuộc đời này anh còn nhớ, sót lại thôi đó. Là từ đây về sau không có lần nào nữa đó. Lần sau mà có như vậy là ly dị thiệt đó. Cứ phải dùng biện pháp mạnh như vậy thì mới trị được ổng. Chuyến này là đòi cái gì cũng được hết. Chào. Ủa, dậy về hả? Em vô tắm rửa thay đồ đi rồi mình đi nha. Ủa đi đâu? Trời ơi, thì hồi tối qua anh nói với em rồi mà. Hôm nay đi sinh nhật má. Ôi chết cha, em quên luôn á. Vậy mà hồi sáng giờ anh tưởng em đi mua quà sinh nhật cho má chứ. Đâu có đâu, em đi mua quà sinh nhật cho bạn thân em. Em nói cái gì vậy? Ôi chà, anh kỳ ghê luôn á. Em đã nói em không nhớ sinh nhật của má rồi, làm sao nhớ mua quà cho má. Anh nhớ anh không chịu mua đi. Nè vợ, ủa làm gì nhìn em dữ vậy? Ngồi xuống, ngồi xuống. Nè, để em tính cho. Một lát nữa anh chở em qua sinh nhật của bạn em. Trong thời gian em ăn tiệc bên đó, anh chạy đi mua quà cho má. À, mua quà cho má là mua mấy cái đồ rẻ rẻ chút xíu á. Má không có xài đồ mắc tiền đâu nha, má còn má la nữa. Sau khi mà em ăn tiệc xong á, anh chạy qua anh rước em, rồi hai đứa mình đi qua sinh nhật của má nha. Em có biết là hồi nãy giờ em đang nói gì không vậy? Thì em đang tính đường rất là tiện cho hai vợ chồng mình tối nay. Bạn của em thì còn có gia đình của người ta, má là chỉ có một mình anh với em thôi đó. Ủa anh sao vậy? Tự nhiên anh nghiêm trọng quá vấn đề vậy. Em thấy bình thường có gì đâu. Mình đi qua sinh nhật của má là đi trễ chứ không phải là không đi. Mà bây giờ em mà không đi sinh nhật của bạn em là nó giận em cả đời á. Đời em có mấy đứa bạn đâu. Nhưng mà anh chỉ có một người má thôi đó em. Dĩ nhiên anh có một người má rồi. Hôm nay em có hai người má. Anh làm sao vậy? Em tính vậy là quá tiện rồi nha. Nè giờ giờ. Hả? Ngày hôm nay, giây phút này anh mới có được một cái cảm giác là em quá ích kỷ luôn đó vợ. Em không bao giờ em nghĩ tới cảm xúc của anh. Em không bao giờ em hiểu được anh muốn gì và gia đình này cần cái gì. Em chỉ nghĩ cho bản thân em thôi à. Ủa nè nè, em thấy chuyện rất là bình thường luôn. Tự nhiên lớn tiếng cao có với em là sao anh hả? Anh không lớn tiếng với em. Anh đang nói cho em hiểu rằng là hôm nay sinh nhật của má, và má chỉ có một mình anh với em thôi. Ủa sinh nhật của má em vẫn đi mà, chứ phải em không đi đâu. Hôm nay thật sự anh có một cái cảm giác là em rất là vô tâm và em quá ích kỷ đối với anh đó vợ. Ủa anh sao vậy hả? Ủa em muốn đi sinh nhật của bạn em thôi mà anh nói em ích kỷ là sao hả? Ở nhà em bắt anh làm cái này, bắt anh làm cái kia. Có bao giờ em hiểu được cái cảm giác của anh chưa? Bây giờ anh muốn cái gì đây? Anh đang muốn nói cho em hiểu về cái cảm giác của anh mà thôi. Em quá ích kỷ. Nếu anh cảm thấy anh không vừa lòng với em, cái cách sống em vậy, anh nói anh em vô tâm, em hời hợt, em ích kỷ gì đó, thì thôi ly dị đi. Anh sẽ làm những gì em muốn. Anh dám. Nè, anh dám ly dị với tôi hả? Quá đáng thiệt mà. Alo, mày hả? Chồng tao đòi ly dị với tao kìa. Lát nữa tới sinh nhật qua đi, tao kể mày nghe. Cái gì? Bữa nay chồng mày ở nhà nên mày phải ở nhà nấu cơm cho chồng mày hả? Ừ vậy thôi, bữa khác nha. Ừ. Alo Hồng hả? Chồng tôi đòi ly dị với tao kìa. Một lát nữa tới sinh nhật qua đi, tao kể mày nghe nha. Hả? Chở con đi khám bệnh hả? Vậy là mày không đi hả? Ừ vậy thôi, có gì bữa khác tao kể. Ồ thôi nha. Alo Vi hả? Chồng tao đòi ly dị với tao. Một lát tới sinh nhật qua đi, tao nói mày nghe. Mày đang đi đám giỗ bên nhà chồng mày hả? Ồ vậy thôi, để có gì bữa khác đó, tao tâm sự với mày. Thôi nha. Sao lúc cần thiết á, bạn bè ai cũng bận hết vậy? Đây,
Em ký tên đi. Anh làm thiệt đó hả? Đây là những gì em muốn đó. Em ký đi, đơn ly dị đó vợ. Là anh muốn ly dị chứ? Với em thiệt đó hả? Em muốn mà. Tại sao bạn bè của em lại tôn trọng bạn bè em, mà má của anh á là chỉ có anh với em thôi, mà tại sao em không tôn trọng má anh? Em chửi anh làm sao cũng được, em bắt anh làm cái gì cũng được, nhưng em phải tôn trọng má anh chứ. Nhưng mà vậy anh muốn ly dị với em thiệt hả? Là anh làm theo những lời anh hứa với em đó vợ. Hứa gì? Anh hứa là anh sẽ nghe lời em nói bất cứ điều gì anh cũng nghe hết. Và hôm nay em muốn ly dị, anh đã làm đó vợ. Thôi mà, em xin lỗi mà. Tại sao vậy? Em biết em sai rồi. Em biết là em vô tâm. Em biết là em ích kỷ. Em không nghĩ cho anh. Em không nghĩ cho má. Em biết lỗi rồi mà, đừng có ly dị mà. Em hứa từ đây về sau em sẽ quan tâm lo lắng cho anh, lo cho cái gia đình này. Em sẽ lo cho má, em sẽ thương yêu má mà. Em hứa. Em nói á, ngày hôm nay những gì thì em phải nhớ nha. Đừng bao giờ chọc anh như vậy nữa, hiểu không? Em không có chọc anh nữa, em hứa đó. Anh đừng ly dị nha. Xé nha. Thôi được rồi, đừng có khóc nữa. Mỗi lần mà em khóc á, anh sợ lắm biết không. Bây giờ đơn giản thôi, anh chở em qua bên bạn của em. Anh sẽ chạy đi mua quà sinh nhật cho má. Thôi, bây giờ anh đi vô thay đồ, xong rồi anh chở em đi mua quà cho má, xong rồi mình qua sinh nhật má. Còn bạn em á, em gửi quà sau cũng được. Trời, bạn bè mà mất đứa này còn đứa khác. Còn má có một à, mất má là không còn luôn á. Hả? Em nói gì vậy? Không, ý em là má chỉ có một thôi. Mình không có hai má. Mình không thể nào mất má được nha. Bây giờ đi thay đồ đi rồi mình đi sinh nhật má nha. Nhanh lên. Sao mới sáng sớm mà ra đây ngồi thừ ra vậy, làm vợ hết hồn luôn á. Ôi, bất động ở đây làm vợ hết hồn luôn á. Vợ anh lại ngồi đây. Chồng có bị mộng du không vậy? Anh ngủ không được, làm gì mà mộng du. Anh ngủ không được, ra ngoài mua cà phê uống cho nó dễ ngủ. Cái logic gì vậy? Ngủ không được uống cà phê là sao? Cho nó thức luôn đi. Được đó. Chồng ơi, hôm nay chồng muốn ăn gì lát nữa, vợ đi chợ vợ mua cho chồng ăn nha. Em suy nghĩ lại từ trước tới giờ, anh thích ăn cái gì, mua cho anh ăn đi còn kịp. Nói gì vậy? Nói gì thấy ghê vậy? Nói chuyện ghê quá vậy. Chứ mốt không còn cơ hội đâu. Nói gì vậy? Nè, có khi nào chồng làm việc nhiều quá, chồng bị căng thẳng, bị stress không? Vợ nó nói là chồng làm việc làm ít hơn, để thời gian nghỉ ngơi thư giãn nữa mà. Còn thời gian nữa đâu mà thư giãn. Dạ, nói gì vậy? Chỉ còn có một chút thời gian trong cái cõi đời này thôi. Là sao? Tôi muốn ngủ. Tôi không có một cái giấc ngủ ngàn thu mà có bao giờ được đâu. Không. Đời sao em là vô thường. Vô thường. Là sao chồng? Là bất định. Cái gì vậy? Bất làm vợ sợ quá à. Là luôn thay đổi. Hết rồi. Nói gì vậy? Phải vĩnh biệt thôi. Vĩnh biệt ai? Chồng ơi, sống cho cùng thì cũng trở về bốn bức tường bằng gỗ. Ấm cúng lắm, ấm cúng lắm. Chồng ơi, chồng đi đâu vậy? Đi tập thể dục. Nãy nhảy gì như là bị khùng vậy?
Trời là vô thường. Vô thường là đời. Đời là vô thường. Vô thường là đời. Đời là vô thường. Vô thường là đời. Đời là vô thường. Vô thường là đời. Là triệu chứng của chồng chị vậy hả? Rốt cuộc là sao? Tôi thấy á, ổng á bây giờ là nhiều triệu chứng khác lạ lắm. Người ta đồn thổi về chồng chị rất là nhiều, rất là nhiều. Cái gì? Nhưng mà trước khi đi vào vấn đề chính, tôi hỏi chị một câu này, có phải là chồng chị đang bị thất nghiệp không? Không có. Bậy bạ. Ta đồn. Không những là không thất nghiệp mà ảnh đang có một cái dự án hợp tác sản xuất với một cái công ty truyền thông nước ngoài, chuẩn bị hả là cho ra một xuất phẩm điện ảnh xuất sắc luôn đó. Chị cứ đi ra ngoài chợ chị nghe, người ta đồn chồng chị bây giờ là thất nghiệp, rồi xong người ta đồn chồng chị là chán nản. Mà hả, không phải là người ta đồn đâu. Sáng nay chính tôi cũng chứng kiến, tôi thấy ổng đi lận thận mà mệt mỏi lắm. Thế tôi mới hỏi, ủa anh sao vậy? Sao ổng ngồi ổng kể, ổng nói tôi dạo này là tôi mệt mỏi lắm, tôi buồn ngủ lắm, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài mà không có ai làm phiền hết á. Ổng nói vậy xong ổng đi. Hèn chi sao? Thì chứ thời gian gần đây là đã thấy ảnh kỳ rồi. Tôi có nghe ảnh nói chuyện điện thoại với ai tôi không biết nữa. Mà ảnh nói cái gì là trời ơi đừng có ép ảnh nữa. Trời ơi, được xong chị có hỏi không? Ảnh đang rất là căng thẳng, tôi không dám hỏi. Anh nói là ảnh chịu đựng hết nổi rồi, đừng có ép ảnh và đừng ép gì hết, để cho ảnh thông thả, ảnh có thời gian đi rồi anh sẽ giải quyết hết tất cả mọi thứ. Xí. Rồi bên kia là giống như làm dữ lắm vậy đó. Cái ảnh mới nói là hả bây giờ mà ép ảnh như vậy á, ảnh buông bỏ hết luôn. Vậy luôn, ảnh sẽ buông bỏ hết luôn. Rồi cái chị im lặng luôn, chị không hỏi gì hết. Tôi bởi làm vợ mà không cái này là không có quan tâm gì tới chồng hết. Không xong rồi, không xong rồi. Chị phải, ơi tôi đâu có ngờ mà đến cái mức như vậy đâu. Chết rồi, anh đang đi ra ngoài đường một mình. Trời ơi, tại sao vậy? Tại sao uống hết vậy? Trời cái gì vậy? Thuốc trị táo bón cho anh. Trị táo bón á? Ừ. Chồng bị táo bón à? Thì đúng rồi, trời cái bụng của anh nó cứ cứng mà đi không có được. Cho nên anh phải ra nhà thuốc anh mua này, anh uống nè anh. Chứ sao kêu đời là vô thường, rồi muốn đi gặp mọi người lần cuối cùng. Trời đất ơi, là anh bí ý tưởng, bí kịch bản quá. Bởi công ty của anh đó kêu anh phải hối hút anh là phải đưa cho một cái đề cương là 100 tập. Bộ phim nó mang tên là Đời là vô thường. Anh biết kịch bản quá cho nên anh đi tìm về cái chốn cũ, người xưa, để anh tìm ra những sáng tạo của anh, hiểu không? Để anh làm được kịch bản mà. Chứ tự nhiên muốn thuốc gì? Thiệt tình luôn. Không có chết. Ủa vậy là bữa giờ là do anh nhập tâm á hả? Nhập tâm cho nên anh mới có những cái thần thái lạ như vậy đó hả? Viết ra kịch bản chứ. Kịch bản đời là vô thường. Không còn bị táo bón nữa. Tại vì á, cái mà là ngồi quá suy nghĩ rồi nọ. Anh muốn đi tới đi luôn cho đỡ táo bón ai. Thương chồng quá đi. Không có chết đâu nè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Quên nữa, thuốc trị táo bón đúng không? Ừ. Anh uống bao lâu rồi? Anh bị táo bón nhưng mà anh uống có 1 viên, anh thấy nó đỡ, nó giãn ra rồi. Uống 1 viên là nó đã giãn ra rồi hả? Ừ. Em quất tới 8 viên. Ê. Dạ. Trời ơi. Trời. Kỳ quá anh ơi. Trời ơi. Không được rồi. Trời đất ơi. Trời ơi. Đúng, đời là vô thường, cưới phải một người vợ bất thường. Đã có ý tưởng. Vợ ơi, cho anh vô với. Vợ ơi, cho anh vô với.